nữa. Bập bùng bập bùng bập bùng bập bùng. Trời ơi, mèo ơi, em tính luyện giọng hát lô tô hay sao mà cứ hát suốt ngày suốt đêm vậy? Chị là phải thương em, chị phải ủng hộ niềm sở thích của em. Làm ơn là Phước ngồi xuống giữ yên lặng giùm chị đi, chị cần nghỉ ngơi, em hiểu không? Thì chị biết đâu đây là những giây phút cuối cùng chị được nhìn em đó. Kiểu gì vậy? Giây phút cuối cùng nhìn mặt em là sao? Chị nói gì giống như chăn trối vậy? Chị chỉ muốn dặn em một điều, nhớ là phải tìm một người con gái nào đó dịu dàng, nết na, hiền hậu, xinh đẹp, công dung, ngôn hạnh như chị rồi em hãy lấy nha. Chị bị cái gì? Chị bị ung thư. Trời! Chị bị giai đoạn nào rồi? Không biết nữa. Sao nãy giờ không dính dĩ nhau gì vậy? Em không hiểu gì hết trơn trậu vậy? Tức là vậy nè, chị nghĩ là chị bị ung thư hàm rồi. Nhưng mà tại sao chị nhận biết được chị bị ung thư hàm? Đầu tiên á, cái răng mà nè. Dạ. Sâu. Nó sâu nhẹ, sâu sướt thôi. Rồi sau đó nó sâu sắc. Sâu sắc. Rồi sau đó nó sưng. Nó sưng sau đó nó sao? Nó đau. Đau sau đó rồi bây giờ là nó nhức hết cả hàm, nhức nặng hết nửa đầu luôn á. Để em tính nè. Thôi khỏi tính nữa, chị chuẩn bị hết rồi. Chị bán hàng online trà sữa, chị có để dành một số vốn nhỏ nhỏ, được đâu khoảng chừng 300 triệu. Với lại bữa chị bán mấy con heo mà má nuôi tính để đám cưới em đó, mà chờ hoài em cưới không được con vợ nào nên chị gom chuồng chị bán luôn rồi. Trời, chị lo xa quá. Trời ơi, em có tay có chân tự lo được chị ơi. Chị đừng có nghĩ gì hết. Chị bán mấy con heo được 35 triệu. Nó tổng cộng là tài sản của chị được 335 triệu. Để đừng tính nha. Đạo chí ơi. Tóm lại là cái của đó chị để dành cho em. Sao chị nghĩ chị lại sắp chết nhỉ? Theo kinh nghiệm mà của em á nha chị, thì em mới biết rằng cái vấn đề ở đây không phải là chị bị ung thư hàm, mà là chị không vệ sinh răng miệng sạch sẽ, cho nên nó xảy đến cái tình trạng là chị bị sâu răng, rồi nó dẫn đến đạo hàm. Chứ không có ung thư ung thiết mà. Sao kỳ vậy ta? Bình thường là chị đánh răng mỗi ngày một lần lận đó. Trời ơi, một ngày đánh răng một lần đâu có được. Là em nói thiệt đúng không? Đúng rồi, không ung thư ung thiết vậy thôi. Độ tuổi nào mình cũng phải vệ sinh răng kiểm tra định kỳ rồi vậy chứ tự nhiên. Trời ơi, vậy? Em sao vậy? Chị lớn tuổi chứ phải con nít con nôi đâu mà tự nhiên suốt ngày đi kiểm tra định kỳ răng cỏ làm gì? Hồi nhỏ nít á, nó chưa có định hình răng là cần phải đi. Bây giờ mình lớn rồi, định hình định tính rồi đi kiểm tra chỉ cho tốn tiền. Trời ơi trời, tự nhiên giờ tôi nói xong cái là tôi muốn chị đi phải đi kiểm tra đi. Thôi, thôi nếu như em dám chắc là chị không ung thư vậy là chị mừng rồi. Chỉ cần đi ra mua mấy viên thuốc giảm đau uống là được rồi. Trời ơi, không có được. Chị phải đến đi kiểm tra răng cỏ đàng hoàng. Chị mà không tin em đi sau này là chị bị ung thư hàm thiệt luôn, em nói thiệt cho chị biết. Chị không tin đúng không? Không. Chị không tin đúng không? Mắc gì phải tin? Hỏi bác sĩ.